Sáng ngày 7 tháng 7 tại Phú Quốc, Kiên Giang, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức hội nghị tọa đàm về dự thảo luật biên phòng Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng bộ đội biên phòng là lực lượng quan trọng, làm nòng cốt chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Thời gian qua, nhiều đồn trạm biên phòng, mặc dù đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đặc biệt khó khăn, đã luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, đặc biệt đã thể hiện hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Vì vậy, luật cần phải quy định rõ được tính đặc thù của lực lượng này, trong đó bổ sung các chính sách đặc thù về quân hàm, chính sách luân chuyển công tác, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, để cán bộ chiến sĩ biên phòng yên tâm công tác. Đại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí với quy định bộ đội biên phòng có quyền hạn kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.